Xin chào, chào mừng các cậu đã đến với Ten Anime. Sau sức nóng từ Conan Movie 25, tên tuổi danh tính của 4 trên 5 anh chàng thuộc hội F5 trong Học viện Cảnh sát cũng được lùng sục khắp các diễn đàn. Trong số đó, anh chàng đẹp trai, cool ngầu, tài giỏi và tính cách hay ho như Matsuda Shinpei là cái tên được săn đuổi nhiều nhất. Anh là người khiến bao thiếu nữ phải ôm tim vì đẹp trai nhưng đoạt mệnh. Sự ra đi quá sớm trong mạch truyện chính khiến thông tin về Matsuda cũng không xuất hiện nhiều. Hôm nay, hãy cùng chúng tớ tìm hiểu tất tần tật về người chồng tài hoa, bạc mệnh của hội chị em nhé. Bắt đầu thôi! 1. Thông tin cá nhân. Matsuda Shinpei đã hy sinh cách đây 3 năm khi chỉ mới 26 tuổi. Ngày còn sống, anh công tác tại đội chống khủng bố, tổ gỡ bom thuộc sở cảnh sát Tokyo. Sau cái chết của người bạn thân Hagiwara, Matsuda được điều sang tổ điều tra số 1. Nhân vật này được lấy cảm hứng từ Spy Spiegel, nhân vật chính của manga và anime Cowboy Bebop. Điểm chung của cả hai nhân vật này đều có mái tóc xoăn rối bù, hút thuốc nhiều. Trong số hội bạn F5, Matsuda Shinpei là người đầu tiên được giới thiệu và ra mắt độc giả ở manga 36, chap 366, trong vụ án đánh bom khủng bố ở tháp Tokyo. Vì xuất hiện khá nhỏ giọt và không nằm trong mạch truyện chính, nên thông tin về Matsuda khá ít, chủ yếu được tiết lộ nhiều hơn ở ngoại truyện White Police Story. Theo đó, anh chàng có một người bố là võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp. Trong một lần trên đường từ phòng tập về nhà, bố của Matsuda đã chứng kiến hai người đàn ông đang cãi nhau. Vì trận đấu tranh giành danh hiệu đang đến gần nên ông ấy quyết định không can ngăn vì ngại xô xát, dính líu. Xui xẻo rằng một trong hai người đàn ông đêm đó có quan hệ với bố Matsuda đã bị đánh đến chết. Nhân chứng cũng nói rằng thấy bố của Matsuda xuất hiện tại hiện trường nên ông ấy đã bị bắt giữ tạm thời. Mặc dù sau đó mọi việc sáng tỏ nhưng giải đấu quan trọng đã bị bỏ lỡ. Bố của Matsuda tinh thần sa sút rồi dần ra trở thành một kẻ nát rượu. Cũng chính vì chuyện này, Matsuda rất hay bị bạn bè ở trường trêu chọc là con trai của nghi phạm giết người. Tất cả câu chuyện này đã thổi bùng lên ngọn lửa muốn được trở thành cảnh sát trong lòng anh chàng Matsuda. Cơ mà nếu các cậu nghĩ anh chàng muốn làm cảnh sát để luôn bắt đúng người đúng tội thì lầm rồi nhá. Mục đích ban đầu đơn giản là vì muốn tẩn cho tên tổng thanh tra một trận ra trò thôi. Tuy nghe hơi trẩu, nhưng vì anh đẹp trai nên thôi mình sẽ khen là nhìn chung thì cũng có chí khí vậy. 2. Lần đầu xuất hiện và ngoại hình. Trong lần xuất hiện đầu tiên ở chap 366, Matsuda gây ấn tượng nhờ sở hữu gương mặt đẹp trai, mái tóc xù, cao ráo, làn da sáng, hay đeo kính râm và mặc vest. Nhiều bạn nhận xét rằng Matsuda hơi có nét giống siêu đạo trích Kaito Kid. Ngược lại với sự tinh nghịch, pha trò khi còn học ở Học viện Cảnh sát, Matsuda trong mạch truyện chính thường giữ gương mặt lạnh lùng, đôi khi hay cợt nhả. Lần ra mắt khán giả cũng là thời điểm Matsuda chuyển từ đội chống khủng bố sang tổ điều tra số 1 của thanh tra Megure. Lúc đó, đồng nghiệp thân cận làm việc cùng anh là thiếu úy Sato. Trong suốt một tuần làm việc cùng nhau, Matsuda đã phần nào tiết lộ lý do mình xuất hiện. Tất cả bắt đầu từ 4 năm trước, tính theo dòng thời gian Matsuda kể chuyện. Khi đó, Matsuda và người bạn thân nhất Hagiwara Kenji nhận nhiệm vụ gỡ bom ở hai vị trí khác nhau. Thế nhưng không may, Hagiwara vì thiếu may mắn và rơi vào bẫy của kẻ đánh bom nên đã qua đời, để lại lòng căm thù muốn rửa hận cho bạn trong lòng Matsuda. Chính vì lẽ đó, anh quyết định chuyển sang tổ điều tra số 1 vì tin rằng kẻ đánh bom sẽ quay trở lại và muốn tự tay mình xử lý hắn. Do chỉ có duy nhất một quyết tâm như thế, nên Matsuda đối với những vụ án trộm cướp, buôn ma túy thông thường không có quá nhiều hứng thú. Điều này khiến Sato và các đồng nghiệp khá chán ghét anh. Cho đến ngày 7 tháng 11 định mệnh, khi kẻ thù ác anh mong đợi xuất hiện, mang theo nhiều trái bom khủng bố khác. Với tài phán đoán, Matsuda nhanh chóng biết được nơi đặt bom là vòng đu quay khổng lồ ở trung tâm mua sắm 2 đô. Thế nhưng anh lại rơi vào cái bẫy của hung thủ. Để tìm được vị trí quả bom cuối cùng và cứu hàng trăm người khác, Matsuda đã quyết định ở lại vòng đu quay đợi gợi ý rồi cứ thế hy sinh. Khi còn chưa thể trả thù cho bạn, chỉ kịp để lại dòng tin nhắn ngỏ lời yêu với Sato. Lần xuất hiện đầu tiên cũng là lần xuất hiện cuối cùng. Tất cả hình ảnh Matsuda xuất hiện sau này đều chỉ là ký ức trong tâm trí của người kể lại. 3. Tính cách. Matsuda là anh chàng có tính cách khá thú vị và hay ho. Thời còn ở Học viện Cảnh sát, anh thể hiện mình là một người bộc trực, thẳng thắn, ngông cuồng, miệng lưỡi sắc bén, không ngại đốc chát với giáo viên. Điều này khiến anh không mấy được lòng thầy cô và nhiều người xung quanh. Ai đời đang ngồi học sờ sờ trong Học viện Cảnh sát mà mở miệng bảo chán ghét cảnh sát bao giờ. Tính cách bất cần đời và khả năng ăn nói cộc lốc này được anh duy trì đến tận ngày anh chuyển vào tổ điều tra số 1. Nhìn chung, nếu chỉ tiếp xúc với Matsuda thông thường và là người thích nghe ngọt, thì chắc chắn 10 cái nhan sắc của Matsuda cũng không cứu vãn được thiện cảm với người khác. Anh chàng cũng khá cộc cằn và không mấy dịu dàng với phái nữ. Trong buổi gặp mặt của F5 với một số bạn đồng nghiệp nữ khác, Matsuda đã khiến các cô nàng từ chưng hửng, sợ hãi đến tức giận. Ngay cả lúc được người của đội chống khủng bố đến chiêu mộ, dù thích chết đi được thì anh chàng vẫn trả lời như đấm vào mặt người tuyển dụng. Khiến cậu bạn thân Hagiwara cũng bó tay chịu thua. Ủa gì vậy? Nghĩ cũng hay thật, mang tiếng là bạn thân của nhau.
Thế nhưng Hagiwara lại dịu dàng, tinh tế, ăn nói khéo léo, ngoại giao tài ba bao nhiêu thì Matsuda trái ngược hoàn toàn. Thế nhưng, chúng ta khi đọc truyện ai cũng biết, đằng sau dáng vẻ thô lỗ đó lại là vô vàn nét tính cách đáng quý khác, có thể kể đến là rất quan tâm, nghĩa khí với anh em bạn bè, luôn động viên và giúp đỡ anh em lúc hoạn nạn, hay giúp đỡ và nghĩ đến sự an toàn của người khác. Quan trọng nhất là rất dũng cảm, hào hiệp, mặc dù miệng nói rằng ghét cảnh sát, nhưng Matsuda đã sống đến tận giây phút cuối cùng và hy sinh cũng vì nhiệm vụ, vì lòng kiêu hãnh và trách nhiệm của bông hoa anh đào trên ngực trái, biểu tượng của cảnh sát Nhật Bản. 4. Kỹ năng. Dù chỉ xuất hiện trong một tập truyện ngắn ngủi, nhưng độc giả cũng có thể biết được Matsuda là một anh chàng sở hữu những kỹ năng nghiệp vụ không phải dạng vừa đâu. Nổi bật nhất có thể kể đến khả năng gỡ bom với đôi tay linh hoạt. Theo lời kể của Hagiwara, ngay từ nhỏ Matsuda đã rất thích tháo lắp và tìm hiểu cấu tạo máy móc. Lớn hơn thì dành sự quan tâm cho bom mìn các thể loại. Chính nhờ trình độ kỹ thuật xuất sắc này, anh chàng Matsuda cùng Hagiwara đã từng được người của đội chống khủng bố sở cảnh sát để mắt và chiêu mộ ngay khi cả hai thanh niên còn đang theo học tại Học viện Cảnh sát. Không chỉ thế, nhờ có bố là võ sĩ quyền đánh chuyên nghiệp mà Matsuda cũng được thừa hưởng khả năng đấm bốc thượng hạng. Anh từng đánh nhau tay đôi với nam thần vạn người mê Amuro Toru nhưng khá cân bằng cân sức đấy nhá. Thậm chí từng hùng hồn tuyên bố nếu đấu đấm bốc với lớp trưởng Date Wataru thì nhất định không để thua. Hơn nữa, thông qua tập truyện về kẻ đánh bom khủng bố liên hoàn, bạn đọc cũng thấy được Matsuda là anh chàng thông minh, nhạy bén. Chỉ với lá thư ẩn ý gửi về tổ điều tra, Matsuda đã nhanh chóng biết được địa điểm đặt bom mà hung thủ gợi ý là vòng đu quay ở Haido, trong khi tất cả đồng đội còn đang ngơ ngác. Dù thiếu một chút may mắn như Conan, nhưng Matsuda cũng đoán được địa điểm giấu quả bom trong vài giây ngắn ngủi còn lại thông qua gợi ý, nhờ đó mà cứu mạng được hàng trăm nghìn người. Có thể nói, nếu vẫn còn sống, Matsuda chắc chắn sẽ là tinh anh của lực lượng cảnh sát. Đôi tay linh hoạt, thân thủ nhanh nhẹn, thông minh, tài trí và cực kỳ điềm tĩnh xử lý vấn đề là nhân tố mà bất kỳ lực lượng cảnh sát nào cũng muốn có trong đội ngũ của mình. Chính vì điều này mới càng làm tăng thêm sự tiếc nuối cho người hâm mộ, tiếc cho một tài năng đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. 5. Mối quan hệ tình cảm. Nếu phải nhắc đến một thứ ở Matsuda khiến độc giả day dứt nhất, thì chắc chắn đó là câu chuyện tình giang dở với thiếu úy Sato. Chỉ trong một tuần làm việc ngắn ngủi cùng nhau, mặc dù hay tỏ ra bất cần và thích cạnh khóe, nhưng Matsuda và Sato đã nảy sinh tình cảm với đối phương. Chỉ tiếc rằng chuyện tình này chưa nở đã tàn, âm dương cách biệt, một người ra đi chỉ kịp để lại đôi dòng tin nhắn tỏ tình vội vàng, nhưng lại khiến trái tim ngửa lại đau đớn suốt nhiều năm về sau. Khoảnh khắc Matsuda quyết định ngỏ lời ở dòng tay bút, chắc chắn anh không mong cầu sự đáp lại, chỉ đơn giản là muốn được bày tỏ tình cảm của mình. Thật ra, Matsuda và Sato đã từng có duyên trong quá khứ. Ngày đó khi bố của Sato qua đời, cô nàng đã gửi chiếc xe Mazda RX-7 cho đồng nghiệp của bố, đồng thời là thầy chủ nhiệm của Matsuda lúc bấy giờ. Matsuda đã có thời gian ăn ngủ cùng chiếc xe này, thậm chí còn mang xe đi náo loạn phố phường cùng bốn người anh em. Trong lễ tốt nghiệp của F5, Matsuda cũng gặp lại Sato khi cô nàng đang đứng trước xe của bố. Sau này, át hẳn chính Matsuda đã thầm nhận ra Sato chính là cô con gái của người cảnh sát hy sinh năm đó. Có duyên gặp gỡ nhưng lại chẳng đủ phận để bước cùng nhau, bản thân Matsuda từ sau cái chết của người bạn thân chắc hẳn cũng chỉ quan tâm đến việc trả thù cho bạn. Anh hy sinh về tinh thần chẳng có gì để mất. Thế nhưng, Sato thì khác, cô nặng lòng và khép cửa trái tim mình, không thể buông bỏ sự ám ảnh quá khứ, mãi cho đến khi Takagi xuất hiện và chữa lành. Bây giờ, thật vui vì Sato đã có thể vượt qua bóng ma quá khứ, nghĩ về Matsuda và những ký ức dịu dàng nhất. Với cô nàng, Matsuda sẽ luôn là cơn gió lạnh đầu đông, đến rồi đi một cách vội vã, chỉ để lại những dư âm thật buồn. Nhiều bạn tiếc rằng nếu Matsuda còn sống, chắc chắn Takagi sẽ không có cơ hội. Matsuda và Sato đều có diện mạo hơn người, tài năng, chính trực, thẳng thắn, chính nghĩa, ở bên nhau đúng là xứng đôi vừa lứa. Thậm chí có bạn còn đặt Takagi và Matsuda lên bàn cân để so sánh ngoại hình và tài năng của hai anh chàng. Không bằng mà nói, đúng là Takagi không có vẻ ngoài xuất chúng và tài trí nhạy bén hơn người như Matsuda. Thế nhưng, Takagi vẫn chinh phục Sato theo một cách rất đặc biệt và chúng tớ tin rằng anh ấy hoàn toàn xứng đáng, phù hợp với hoa khôi sở cảnh sát. Lần lại một chút, nếu không xảy ra chuyện của Hagiwara, Matsuda chắc chắn vẫn công tác tại đội chống khủng bố vì không đam mê về tội phạm hình sự. Lúc đó, cả hai sẽ không gặp được nhau. Hơn nữa, mặc dù thu hút và có nhiều điểm giống nhau, nhưng hai cá tính mạnh sẽ khó có thể hòa hợp được trong mối quan hệ tình cảm. Mà sự ôn nhu, bao dung, kiên nhẫn này ở Takagi lại có thừa. Dù sao thì quá khứ cũng đã ngủ yên, Sato đã vui vẻ, an lòng sánh bước cùng Takagi viết tiếp câu chuyện tương lai. Chúng ta hãy thôi tiếc nuối và thật tâm chúc phúc cho cặp đôi cảnh sát Takagi Sato nhé. Ở nơi nào đó, Matsuda chắc chắn cũng sẽ thật tâm chúc phúc cho họ. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về anh chàng Matsuda Jinpei. Chắc hẳn đây là nhân vật để lại rất nhiều dây dứt cho bạn đọc. Nếu còn sống,
chắc chắn Mazda cùng hội bạn F5 của mình sẽ còn tạo nên nhiều câu chuyện thú vị khác. Nhưng thôi, mọi nhân vật đều có số phận của riêng mình. Chúng ta hãy để Mazda tiếp tục sống trong trái tim độc giả nhé. Cảm ơn các cậu đã xem hết video này. Nếu các cậu muốn tìm hiểu nhiều hơn về nhân vật nào trong Conan thì comment cho chúng tôi biết nhé. Đừng quên like và đăng ký ủng hộ Ten Anime nha. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye!